Hello, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình cũng làm chủ đề về bô các bạn. Nhưng mà cái này mình không phải mất bô hay mình thay bô hoặc hàng bô gì hết ha. Hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn cách xử lý khi những vật gì nó rơi vô trong bô các bạn. Cái cây bô này là xe của mình các bạn. Vì giờ cuối năm rồi nhưng mà xe của mình là con của mình nó bỏ lọt đồ vật dụng gì vô trong cái bô nè, cũng lâu rồi các bạn. Nhưng mà mình chạy thì nó kêu lẹt xè xè nhưng không có thời gian để mình lấy ra ha. Rồi hôm nay cũng cận Tết rồi, mình cũng lấy ra cho chạy cho nó im xe các bạn. Thì sẵn đó mình làm video mình chia sẻ cho các bạn cách để mình lấy những vật gì mà lỡ tay lọt ra ha. Nó như bô này thì nó lọt vô mình cũng không biết mấy cục nữa bạn, mà chạy nó lèn xèn quá chịu không nổi ơi. Lúc trước thì mình chạy lúc trước thì mình để mình chạy luôn, bây giờ Tết rồi chạy nghe lỏng cỏm kỳ quá nên giờ mình lấy ra ha. Thì các bạn chạy xe thì nhà cũng có con nhỏ hết nè, có con nhỏ thì nó các bé chơi á, các bé lỡ bỏ một cái vật gì đó vô trong lỗ bô nè, thì hả mà vật nào mà lọt vừa lỗ bô là mình dùng sử dụng cách của mình á thì lấy ra đều được hết hết các bạn. Rồi bây giờ mình làm ha. Thì trước hết thì mình tháo ốc ra. Như các bạn, nhà các bạn không có chìa khóa để mở ốc á thì các bạn đem vào tiệm làm cũng được. Đó, trước hết thì mình tháo ốc này, ốc cổ bô với ốc sau đây ra các bạn. Rồi đó, mình tháo bô về rồi ha. Hầu như nhầm xe thì chỗ đây nó bạn, nó bị dướng thì các bạn nhá bốn con ốc gấp chân ra ha. Cái này thì của mình cũng dướng nhưng mà mình nhá rồi, vì thời gian cũng quay clip thời gian không được dài con ơi, nên mình cái nào mình không cần thiết mình làm trước ha. Đó, cái này giờ mình tháo ra rồi nè. Đó các bạn, mình tháo ra rồi ha. Bô mình cũng có lủng lão nè. Thấy không? Tháo ra mới thấy nè các bạn. Không tháo rồi chắc không thấy đâu. Ở này clip video này thì mình chỉ quay về cách lấy những vật rơi trong bô thôi, chứ hàng mình không có quay ha. Cái này thì mình làm sao ha. Đó các bạn nghe nè. Đó các bạn nghe không lại nè. Nhiều lắm, mình cũng không biết hôm nay được mấy cục nữa. Mà mình nghe tiếng là nhiều lắm bạn. Chạy hổm ra mình chạy nghe lõm cõm nhiều lắm. Lúc trước thì nghe ít, mà giờ nó bỏ thêm nhiều nghe lớn lắm. Rồi các bạn xem video của mình thấy có ít thì các bạn cho mình like ha. Giờ các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đồng thời các bạn bấm chuông luôn để khi mình ra video mới là các bạn nhận được tiền thông báo nha. Hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền nha các bạn. Rồi dẫn đầu mình làm ha. Đó, trước hết cái này của mình là khỏi cần mở bô. Mình cũng thấy nhiều bạn nó bị lọt vô cả, là các bạn nó phải mở khúc này nè, là để lấy những vật rơi ra. Còn mình thì mình làm theo cách của mình là khác ha. Đó, mình làm theo cách này ha. Đó, đó các bạn bô của bạn để yên vậy. Rồi các bạn sẽ lắc như mình vậy nè, đó không? Đó, giờ mình lắc ha. Đó, các bạn thấy không nè, thấy là một ốc này không? Đó, đây con nè. Mình lắc ra chừng nào mà nó hết nghe tiếng kêu là thôi các bạn. Đó, ba con này bự đó các bạn. Con này bị đen rồi, chỗ đó chắc lâu quá. Thì còn nào nữa không? Còn là ai? Bốn con đó. Cục đá nữa các bạn. Rồi, cái bô mình vậy là nó im rồi các bạn. Nó bô mình vậy nó im rồi. Để bên quên ha. Hồi một hồi mình mặt bạch cho ha. Đó, sau khi mình lấy ra bốn vật thể lạ này các bạn. Đó, một viên đá với ba con ốc.
chạy trời luôn bạn. Xe các bạn ở nhà mà có con nhỏ là thế nào cũng bị như mình ha, thì các bạn làm theo cách của mình là rất hiệu quả, vừa khỏi mắc bô, vừa khỏi mắc bô mà mình tốn tiền cũng ít, ở nhà tự làm cũng được, có chịu phá còn đem ra tiệm làm chừng 10 mấy 20 ngàn các bạn. Đó, thấy chưa, quá nguy hiểm ha. Mình còn chiếc xe kia ở ngoài nó cũng chạy lỏng cổng mà mình không có thời gian các bạn ơi. Mình làm bô giờ là tối rồi, tối mình có không mình mới làm video cho các bạn xem nè, thấy không. Đó, cách này là các bạn làm rất hiệu quả ha, vừa khỏi mắc bô mà không có bị xét bô ha. Mình móc bình hàng lại là bô nó bị chỗ đó sao nó sẽ hư trước ha các bạn. Thôi video của mình cũng kết thúc đi các bạn ơi ha. Thôi video của mình là chia sẻ cho các bạn cách lấy những vật lạ nào mà rơi trong bô ra, là lấy theo cách của mình là rất hiệu quả các bạn, không tốn kém ha. Rồi video của mình kết thúc tại đây các bạn. Rồi các bạn xem thấy hay á thì các bạn cho mình like, thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình ha, bấm chuông luôn để khi ra video mới các bạn nhận thông báo liền, hoàn toàn miễn phí các bạn. Rồi thôi, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.